Xin chào anh chị và các bạn, em đến từ hệ thống Siro Toàn Nguyễn. Hôm nay em tát cái dàn karaoke gia đình, giá rẻ 9.900.000 đồng. Cái dàn này gồm một cái bàn mixer Tabline CT80S có Bluetooth nha, với một cục đẩy CA20 24 sò, một cặp mic cao cấp Delta 6700, với một cặp loa phun đôi 3 tấc. Tất cả các sản phẩm ở trên cái dàn này thì em bảo hành 6 tháng. Còn loa thì hàng thanh lý công ty, hàng mới nha, không có bảo hành. Rồi cái dàn này giờ em đã kết nối dây rồi, xong xuôi hết rồi. Giờ em test âm thanh mọi người nghe ha. Đón nhau khi bình minh, gối tay nhau tàn cân, nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh. Vào đời bằng tiếng hát trung thành, nhớ không anh nghĩ gì là sao cần. Thời gian thấm thoát thôi đưa tuổi thơ ấu còn đâu nữa. Mỗi người một phương xa tôi càng thêm nhớ, nhớ thương thương nhớ một người. Giờ còn một bóng với trọn niềm ước mong, biển biển một bóng đếm từng cơn gió đông. Anh nhớ tôi mong khi lá thu vàng bao lần rồi ai biết không. Tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời. Đường lòng mình thì muốn yêu ơn tình mãi anh ơi, mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng xa rồi. Rồi ai quan tâm đến sản phẩm thì liên hệ với em theo số điện thoại 0935004347, địa chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh, số 1161 Kha Văn Cân, khu phố 4, phường Liên Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu vượt Liên Xuân ha. Số điện thoại 0935004347. Rồi chi nhánh ở Bình Dương, số 1255 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, gần bến xe Bình Dương. Số điện thoại 0937381978.